Đang xin chào các bạn, sau đây Hải đang giới thiệu các bạn cần Conado, hàng này Hải đang mới nhập khẩu lại, số lượng có hạn các bạn nhé, các bạn nào mua lẻ nhanh tay của em đi nhé. Em quay lại cho các bạn một lần nữa xem, đấy, xếp vải rắn nha các bạn, rất đẹp. Bát nhà máy là tem, tem là nhà sản xuất đây bạn, lô này số lượng có hạn, các bạn nhanh tay dùng nhé. Trước bác nào điện thoại thì, điện thoại lại hộ cái nhé, có shop này trước này mất máy lưu rồi nhưng lại mất máy. Weta Conando bộ cứng 45, chiều dài 4,5 m. Rất đẹp. Đây, khuyên cần đốt ngọn xoắn các bạn nhé, thân không xoắn nhưng mà đốt ngọn này xoắn, xoắn toàn xoắn ngọn rất đẹp. Rồi các bạn mang ánh xa vời ok, độ cứng 45, vừa rồi Hải đang giới thiệu các bạn cần Commando độ cứng 45, chiều dài 4,5 m. USA này. Rất đẹp. Cần này chỉ có một màu này các bạn nhé. Chiều dài 4,5 m. Hải đang Vixing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Vixing.